đắng rồi đó, thì tôi thấy là tôi nhìn cái đất đai cái cây ngoài tôi thì mỗi một năm còn một tấn, tôi muốn là cho trong cái ít cây giống để trồng lên để mà điều trị cho bệnh nhân. Thế thì là tôi cũng có được trao đổi hai cha con cũng trao đổi rất nhiều lần. Xong cha cũng tin tôi, tôi lại xuống ở vườn tôi quay vườn và xem, quay cả phòng khám của tôi để cha xem. Thì cha thấy là tạm là cha cũng tin, thì cha đến bữa nào thì mời vào trong chỗ cha chơi. Tôi bảo để hứa là cũng có dịp nào là tôi vào chỗ tới tôi chơi, tôi sẽ xuống tận nơi. Tôi cũng vào trong lớn để chơi, cũng có điện thì cũng là vừa dịp là cha cũng hẹn là đi dài là như vậy, đi cũng về đón tôi ngay rồi sân bay Sơn Tân Nhất, xuống đấy cha con tâm sự với nhau, có tâm sự với nhau thì cha cũng hỏi chuyện, tôi cũng nói là ngoài này tôi cũng mở phòng khám gần nhân. Trong này cha cũng đã kiếm người thứ ba rồi, nhưng mà cái giấy tờ thì chưa được phát, mà vẫn không để cho. Thì tôi thì mới nói là không có, nhưng mà đúng ra là thuê con thì không được bán, nhưng mà chúng ta còn chỉ chúng ta không cho công thì mà người ta cũng đang đặt từ chỗ rất nhiều, nhiều các đoàn. Trong thì cha làm thì con sẽ vào giúp cho cha mới làm. Thứ hai nữa là tôi có cả lý lịch tư pháp, có cả bảng điểm trước khi mà anh học xong về chuyên môn mà anh đã bằng cấp thì có bảng điểm kèm theo, là lý lịch đấy khá giỏi hay kém là có kèm theo luôn, người ta chào trả luôn. Về thì tôi lại về viện một năm thì tôi về viện thì về là thực tập một năm xong thì đến lúc là người ta đã ký cho là đã về được thực tập một năm xong. Sau thì ta điều tra cho là có cái lý lịch tư pháp cho quyết định là để là có chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hành nghề xong thì tôi được cầm nghề xong thì lại tiếp tục đi ba năm nữa là bất kể vào một cái bệnh viện nào để bên đông y chuyên môn là sau xong thì đến chỗ đấy người ta đã công nhận là đã về đây từ năm thứ ba rồi, thì lúc bắt đầu là người ta mới có một cái giấy công nhận cho. Thì lúc về hẳn giờ là tôi đứng phòng. Trong cái đứng phòng đấy thì trong cái luật mới là cái nhất là mỗi một năm anh phải cập nhật 48 tiếng mới đủ được là bằng cấp chuyên môn. Tôi ở ngoài Bắc thì nói tôi bạn tôi qua trường lớp thì anh em chơi với nhau, sống với nhau thì là có cái thông tin hay trao đổi nhau, tôi lại về sẽ cập nhật. Tôi về tôi tập trận 48 tiếng thì đủ để đi chuyên môn. Để chuyên môn thì nhà nước cấp cho công nhận là học. Vậy là mới học có học thế thì là học. Sao cô nghe thầy nói gì mà học quá trời đâu vậy? Học gì quá trời đâu vậy? Thầy á. Nguyên tắc phải vậy. Chỉ con thấy mấy ngày nay sao thấy thầy Dũng học sao thấy dễ quá vậy thầy? Con nghe nói là 3 năm mà thầy Dũng học có 2 ngày có bằng này, con phê tiến sĩ vậy rồi. Theo cái góc độ của thầy nha, cái này con không hỏi là học đất đã cái gì cả. Theo cái góc độ, nếu một người làm ra được mà để mà khám cho cộng đồng, theo thầy thì bao nhiêu mới là đủ để mà tư cách để khám cho cộng đồng này? Cái thứ nhất là như thế này, cái thứ nhất là nếu mà đúng ra học mấy ngày tôi cũng không rõ về cái chuyên môn của các thầy á. Thế nhưng mà nếu mà tới kiểu mà ít nhất mà gọi là phục vụ để điều trị ở trong gia đình nhà mình thì ít nhất có một cái chứng chỉ cũng phải là từ 3 tháng mới là chứng chỉ rồi nha. Chứng chỉ thì trong như cái hàng trong chứng chỉ như chúng
tôi học học về chuyên môn ấy, ví dụ bây giờ tôi muốn là như là chúng tôi học ở qua trường đó, thế là có đủ là châm cứu bấm huyệt kê đơn bốc thuốc rồi là bắt mạch là tất cả trong những cái đấy là phải đủ. Như chúng tôi muốn đam mê về cái về một cái môn là khoa bóp bấm huyệt chẳng hạn, thì chúng tôi lại phải là chỉ cập nhật thêm đấy là gọi là một cái chứng chỉ đục thôi. Thế còn về chuyên môn chúng tôi không đủ hết, phải có cái đủ hết. Cái này ấy thì không biết là thầy học một cách nào thì tôi không lắm được. Theo con được biết là mà cái bằng mà lương y là phải học đúng 2 năm phải không thầy? Đúng, chính xác rồi, đấy là trường phải 2 năm. Vậy là phải học 2 năm. Chúng tôi học 2 năm đó lấy cái bằng, sau đó rồi làm thêm bao lâu nữa mới đủ những cái lại đi thực tập 1 năm nữa, thực tập trong bệnh viện. Trong bệnh viện 1 năm nữa. Thì con thấy con cái cũng tính nghe nó dễ quá, trong một năm nữa trong một năm nữa xong thì anh mới có, người ta mới điều tra anh xem là thành phần gì, người ta mới có lý lịch tư pháp, có cái lý lịch tư pháp trong đưa ra thì đang cấp cho một cái chứng chỉ. Cái chứng chỉ anh về anh mới được là phục vụ ở trong gì, trong khuôn viên ở trong nội bộ của anh không được giao việc. Như xong anh lại tiếp tục 3 năm nữa là đi cập nhật là ở một bệnh viện hay một cái phòng khám nào là ta đã có đủ tiêu chuẩn rồi thì anh mới lại gì làm đơn, anh đề xuất lên đấy, thì ở đấy người ta lại phải là gì, người ta đưa lên trên sở công nhận là ông A này là đã là đang thực tập ở đây, thế xong rồi thì là người ta mới công nhận cho thì anh được phòng. Rồi thì cũng lâu nữa ha. Vậy là thầy đứng phòng là khoảng, nếu mà tôi dọn dẹp khoảng 5 năm không? Đấy là một anh quanh, như tôi mà có gần 7 năm. Rồi, 7 năm. Vì chúng tôi học qua cả những cái môn phụ chuyên môn 3 tháng, 6 tháng. Ví dụ như là tôi về tôi như học châm cứu bấm huyệt ở ngoài chỗ ở Hà Nội đấy. Thì phải học các môn phụ, có chứng chỉ. Chứng chỉ ha. Có chứng chỉ, không có chứng chỉ làm sao mà được. Nghe thầy nói vậy con thì con không muốn học rồi. Ừ, thì đấy, quá. Nhưng mà con tưởng là học 2-3 ngày có bằng con đi học rồi. Kêu tặng thầy được chứ. Không, chưa được đâu. Chưa được ha. Rồi. Cho nên là nó phải có đủ, không có đủ thì nhà nước không công nhận. Đấy, thì cho nên là nói đây cái này cái chứng chỉ của tôi là cái chứng chỉ ấy, cái chứng chỉ này là về điện chẩn. Đấy. Như thế này thì sao có học được. Đây cái không phải đủ đấy. Không đủ không được đâu. Đấy, nó phải có đủ. Con cầm miếng, con thấy người ta chia sẻ đấy, đây bạn. Là về cái này là cái chuyên môn của tôi. Dễ hả? Rồi. Hôm bữa ta đưa miếng bằng không tưởng đâu dễ học, con đi tính đi học 2-3 ngày con lấy nè. Không có đường đâu, đừng có. Cái đấy là tôi thì cũng không biết người ta học bằng cách nào, nhưng mà đấy nó phải có đấy, cái đấy là cái đây, cái hai cái này là cái môn phụ này. Cái môn này là môn phụ nghiệp là mấy cái đẻ này. Cái này là tôi học về điện chẩn này, phải học đủ môn. Là tôi học hai trường, một trường tôi học xong gần xong tôi bỏ, xong rồi tôi học tiếp thì mới có cái đấy. Vậy mới là rồi cái này là cái xoa bóp huyệt là đấy, là miếng tay thu là tôi học 6 tháng. Vậy là phải mỗi cái là riêng hết chứ đâu phải là một cái bằng vậy là cái nào nó ra cũng cái đấy luôn. Thế nên thì ở trong phòng khám tôi là xoa bóp huyệt chậm. Vậy là cái như vậy những người mà mới chứng chỉ là nếu mà bị vô kiểm tra là bị phạt phải không? Cái tôi cũng rõ, nhưng mà cái chứng chỉ đấy là anh chỉ được phục vụ trong gia đình chứ chưa thể làm vào trong phòng. Thế còn bây giờ hạn như là ở phòng của tôi bây giờ là có mấy thầy là đi học qua trường rồi về có bằng rồi, bằng như thế này để có một cái bằng như thế này, có một cái bằng này thì mới để giúp việc cho tôi được. Là theo cái góc độ mà cỡ cái bằng này thì thầy nhẹ mới là cho vô cái này thì mới là giúp được việc cho tôi. Chứ còn bây giờ mà gọi là học 3 ngày hay bao nhiêu tôi không biết thì không thể đứng được. Vậy là theo cái góc độ mà nếu mà cái học phải có cái bằng như thế này thì thầy nhẹ mới nhận. Con mới biết luôn á. Tại vì mình cũng hồi đó thì mình cũng làm gần cái này. Này con nghe nói thầy học có thể tập 2 ngày là mình lấy bằng là đi chữa được rồi. Hai bằng thì học cái gì? Vậy là cỡ mà học cỡ bằng 2 ngày là thầy nhẹ không nhận? Không, kể cả là anh học có 2 tháng không nhận được. Mà thì cái bàn thì anh không có chuyên môn. Thì hạn như bây giờ nói đúng vào đấy thì nói đúng ở chỗ là phải có đúng là có chuyên môn. Đầu tiên anh phải có cái bằng, anh photo công chứng, phải photo xong công chứng chưa tôi cập nhật lại. Tôi đã công nhận rồi thì phải theo đúng cái pháp đồ chuyên môn về nghề nghiệp. Đấy, về trường nghề nghiệp thì mới được. Đấy. Thế còn chẳng hạn những người mà có cái chứng chỉ không như thế thì chưa đủ.
bởi vậy cái góc độ mà lương y đâu phải dễ đơn giản đâu, không phải đâu, liên quan đến nguyện đạo người ta rất là nhiều rồi. Thứ mà đâu phải học thiên cơ 2-3 ngày làm thầy thì chắc chắn là rất nguy hiểm. Tôi nói là tôi được gặp thầy Đức thì không phải thầy Đức là 10 năm mà tới cứ 20 năm thầy đi các thầy, các thầy bạn chơi thân với nhau, truyền lại cho nhau về chuyên môn. Đấy là các mạch huyệt, đấy là gọi là trong đồng nghiệp, như là đồng nghiệp với nhau phải truyền lại cho nhau. Xong thầy lại phải đi tiếp học, phải có cái chứng chỉ công nhận nữa. Như thầy vào hôn nhập rồi thì nhận rồi là thầy cũng được là công nhận là thầy ra ngoài Hà Nội làm cái gì đấy. Là có là chúng tôi đã công nhận là những người đã có chiều sâu về chuyên môn. Theo thầy thì thầy Đức là đủ trình độ để mà đi chữa được không? Cái trình độ chuyên môn của thầy này có mà là có, nếu đúng ra không phải nói, nhưng mà để tích tụ chuyên môn của những thầy, cái tinh hoa của bạn của thầy truyền lại nhiều người ha. Đấy, truyền lại thì mấy cái dạo gần đây thì những cái vấn đề mà đi phòng khám á, thì ở góc độ thì khán giả thương khi thấy cha Tường cho không làm cho không, thì khi mà cha Tường mất thì có khá là nhiều cô chú cũng gọi ra buồn. Thì tại sao lúc trước cha còn sống thì phòng khám lại yên ổn như vậy, và vì sao thì lại khác? Thì con cũng không biết, không gành, thì tại vì mình cũng không gành lắm vậy đó. Thì theo ổ luôn cái là bây giờ có giám đốc người trưởng phòng, không lẽ bây giờ cô trợ lý hay sao mà con thấy trong phòng khám tự nhiên là lên nói là người này giả, người kia giả là như sao này nhỉ? Cái mà giả hay cái thật thì dạ, chính tôi không được rõ đâu. Tại phòng khám đúng, tại phòng khám thì có live stream mà. Không, dạ, không được rõ đâu. Nhưng cái là bây giờ tôi là tôi đứng trưởng phòng ở đấy. Dạ. Thì cái nhất là hôm vừa rồi tôi cũng bắt đầu tra mất, thì tôi cũng có là yêu cầu là họp lại, kiện toàn lại tất cả trong bộ máy. Dạ. Cái nhất là có hai cái, một là chúng tôi là kiện toàn lại trong bộ máy đúng về chuyên môn như của tôi. Dạ. Thì tất cả là theo đúng tôi thì sáng để điều trị, sáng thì tiếp nhận hồ sơ, chiều tập trung về hết tư nghiên cứu. Đấy, là một, thứ hai là bệnh nhân vào gặp tôi là những người này bị bệnh như thế nào, tư vấn cho là chính xác. Đấy, để cho người ta hạn người nào chữa được hay không, cũng nào tư vấn luôn. Thì hiện tại cho hỏi là thầy Nhẹ hiện tại có đề xuất với gia đình, tại vì gia đình cũng là còn anh Bảy, thì mình là chủng như là ban cán sự cho đó rồi, thì khi mà cha mất vậy có một cái cuộc họp nào mà để nói rõ về những cái chức vụ rõ ràng hay không? Thì cộng đồng người ta cũng rất là bức xúc, tại sao hỏi tại sao anh Võ Đức là một phó giám đốc, khi mà giám đốc y vắng hay như thế nào em mất là phó giám đốc có quyền, mà tại sao hiện tại người ta bức xúc một cái người mà được cho là trợ lý hay trợ gì không cần biết, nhưng mà phó giám đốc và phó trưởng phòng tại sao mà không có cái gì mà để mà nói lên tiếng nói sao, mà để cho một cái kênh truyền thông mà gọi là trợ lý mà đi lên nói chuyện như vậy thì thấy nó lộng quyền quá, thì Nhẹ nghĩ sao? Cái này thì nói đúng ở chỗ mà là như chúng tôi, ngay bản thân tôi làm giám đốc ở ngoài hợp tác xã trồng cây dược liệu và bọc cột cây thuốc quý ấy, là tôi đi vào trong này nhưng mà tôi cũng ủy quyền lại cho cháu tôi là phó giám đốc, nó có quyền thay mặt tôi chỉ trừ ra những việc gì mà phải cần để biết cho tôi thì tôi sẽ biết cho tôi, thì tôi cần cái chữ ký của tôi, còn con dấu yeah, chung tôi đi vắng thì cháu tôi nên là phó giám đốc, nhưng mà phải có ý quyền của thầy, có cái ủy quyền viết cho cháu cái ủy quyền, nó thay mặt tôi là có quyền sau khi tôi đi vắng có cháu có quyền. Cái này tôi không rõ được ở cái chỗ là thứ nhất là giám đốc này và phó giám đốc thì không biết là cái sự thống nhất như thế nào. Thì ở chỗ đấm ra là như là cha mà vắng thì phải có phó giám đốc đúng không? Dạ, cái đấy là cái đúng không? Cái đấy là cái là đúng, dạ, là nguyên tắc rồi. Tại vì đối với thầy Nhẹ là phó giám đốc thì ủy quyền cho cháu thầy là khác, còn dạ, đã có giám đốc thì đâu cần ủy quyền, tại vì phó giám đốc đã đúng rồi thì đó. Dạ. Thì cái nhất là bây giờ như là như cha Tường cho anh cha đi vắng năm bữa hay một nửa tháng hay một năm, cha sẽ ủy quyền cho một người là đã được là công nhận quyết định cho, thì người đã được phải được quyền thay thế. Thế nên là cái này thì tôi cũng không rõ được là trong cái doanh nghiệp thì có
xếp đặt lên rồi bầu lên rồi là có quyết định gì để mà trong về luật là chúng tôi là nó rõ ràng về luật, về xã hội và về cái chuyên môn để mà trong công tác một cái bộ máy kể cả từ cơ quan nhà nước cho đến các doanh nghiệp đều có. Tôi thấy hiện tại thì bây giờ thì đối với thầy Nhẹ mà được quyền vô hay không thì thầy Nhẹ đứng đứng vào thì một người nào đó vô có xin phép thầy Nhẹ không? Hay là có nghĩa là như thế này thì cha cũng vừa ấy xong chưa có kiện toàn nào nhưng tôi cũng ra cho có hai cái điều kiện trong phòng. Một là nếu đúng theo đúng phương pháp điều trị như chúng tôi là chuyên môn về y học cổ truyền thì buổi sáng cập nhật hồ sơ bệnh án, buổi chiều thì sẽ chuyển hết lại bộ nghiên cứu quyết định. Nếu cái nhất là được như thế thì là một, cái thứ hai nữa là nếu doanh nghiệp mà theo cái phương pháp của doanh nghiệp mà làm những công việc và điều trị theo phương pháp của doanh nghiệp thì phải có văn bản cho tôi rõ ràng là gì, là tôi là gì trưởng phòng đủ giấy tờ pháp lý nhà nước, tôi đứng phòng, tôi đứng phòng cho, còn về điều trị và khám chữa bệnh nào do doanh nghiệp có trách nhiệm thì có văn bản thì tôi nhất trí, mà không có là tôi xin nghỉ. Bây giờ cho con hỏi cái này nữa nè, thì nếu mà thầy là một người đứng phòng như vậy thì bỏ quyết định mà cho cái người mà vô mà để chữa bệnh được thì đủ điều kiện thì thầy mới cho vô. Và bây giờ tôi nghe thông tin là có một số người chưa có bằng cấp cũng lôi con vô làm, thì như vậy thì thầy có suy nghĩ rằng là họ có lỡ tay chữa bệnh cho một cái gì đó xảy ra tình huống thì thầy là người chịu trách nhiệm không? Cái đấy thì tôi biết về chuyên môn, tôi biết những cái là đợt này thì đang kiện toàn lại. Đấy, đang kiện toàn lại thì cũng nhất là trước thì thấy cha có nói lên tiếng là có một số người là trợ lý cho cha. Thì cái trợ lý thì nói chung cha chết rồi thì chẳng trợ lý cho ai nữa, ai đứng để trợ lý? Không, vậy giờ trợ lý thành giám đốc. Không, là khán giả bây giờ nha, nói anh em như này, bây giờ hạn như là bây giờ cha cũng đã mất rồi thì giờ nếu đúng ra chỗ là một người phó giám đốc ta lên thay làm là giám đốc thì bây giờ hạn như là trợ lý thì cái người mà giám đốc đấy người ta có đồng ý không? Người ta đồng ý thì là quyền người ta, không có người ta thay thì chịu. Có những mình là người dịch vụ nữa, dịch vụ truyền thông, nhưng mà qua cái truyền thông là trước thì không rõ lắm, nhưng mà cha giao quyền cho thì đúng là làm nhiều cái thì tôi thấy là hay cũng thông tin lại cho tôi, là tôi bảo là hiện tại thì tôi bảo cái này làm nó không đúng chuẩn cao lắm, cái việc nói lên trên đã lên cái một cái tổng số rồi không phải đơn giản, vì chỗ là phải nói năng cũng phải rất là phải chuyên môn phải có. Cái thứ hai nữa là cái từ ngữ anh phải làm sao sáng tạo, còn nhiều lúc mà tự ý mình cứ một phát là không đúng. Thầy Nhẹ cũng trong doanh nghiệp thì cho câu hỏi là hiện tại doanh nghiệp mình tài khoản riêng của doanh nghiệp hay là tài khoản hiện tại nếu mà người ta có giúp đỡ là vô tài khoản anh nếu mà bạn thường quân. Cái đấy thì nói đúng cái chỗ là tôi không rõ được là trong cái tài khoản là những ai cầm, nhưng mà tôi chỉ thấy nói là cái tài khoản mà những người mà người ta là bệnh đội quân mà đang giúp đỡ thì gọi là vào cho giúp những người nó có trách nhiệm nó cầm cái tiền đấy để nó sẽ giúp cho những người khó khăn, chỉ thấy nói thế thôi. Còn đúng ra thì theo thầy, bây giờ thầy đứng trong doanh nghiệp thì thầy có nghĩ là một sau này khi mà còn có chuyện gì xảy ra với cái vấn đề tiền bạc thì thầy có dính dấp không? Theo thầy nghĩ cái tiền bạc thì tôi thì lại về cái chuyên môn thì bên doanh nghiệp là phó giám đốc rồi giám đốc với cả rồi trong cái bộ môn đấy. Con không biết bây giờ tiền là của ai nắm, nhưng mà thầy có nghĩ là sau này thầy có bị ảnh hưởng không nếu mà xảy ra cái chuyện gì như là vấn đề tiền bạc? Nếu mà về thì đúng là cũng mất cái kiến thật, thế nó cũng phải chấp nhận cái chỗ là từ chỗ là tôi thì lại cái quản lý về bên cái chuyên môn của tôi phải là chặt chẽ mà đúng như là chủ trương nhà nước và pháp luật và đúng về cái phương pháp pháp đồ điều trị của bên chuyên môn của tôi. Thế còn thì đúng là chỗ thì tôi nghe thấy nhiều cái thông tin ra là tôi được nghe trong các cái truyền thông làm thì bây giờ phải điều chỉnh lại cho nó phải chỉ chuẩn. Cái nhất là gì, muốn là chủ trương đã đưa ra thì làm không mọi người
về nghề nghiệp của tôi, mà kể cả là về luật sinh nghiệp thì cũng phải đúng, không thể làm sai. Rồi bây giờ hỏi sai vấn đề này nữa nè, thì thầy nhẹ thấy là khi mà cái luật sinh nghiệp nó ra đời thì cái động viên của cha từ cho bệnh nhân là trong lúc giữa bệnh, người bệnh và người nuôi bệnh là không được ăn ăn mặn đúng không? Đúng rồi, tại chính xác không? Đúng rồi. Và thậm chí cả luôn là những cái người trong phòng khám cũng không được ra ngoài riêng hẹn riêng với bệnh nhân đúng không? Đúng rồi, cha thì như này, cha có cho biết là tất cả là vào đấy thì những người nuôi bệnh nhân cũng không mà phải ăn theo bệnh nhân. Trước thì chỉ có theo đúng cái pháp đồ của cha là trong đấy là để ăn rồi là ăn rồi uống nước rồi ăn cháo rồi là cây học học của cha thôi, nhưng quá trình thời gian thì là trong phòng anh em tôi thì qua thứ là bệnh nhân thì thứ nhất là nó còn bệnh nhân nó đã bị ung thư rồi, bây giờ nó dùng bằng thế thì trước người ta được rồi người ta ăn uống rồi phát bệnh ra, bây giờ là khống chế thì là phương pháp điều trị của cha để giảm được các độc tố của ác tính cho bệnh tiệp. Nhưng mà nói đúng là chỗ là có người sức khỏe là muốn có tham gia với nhau thầy trò nói thì cho là được nhất là ăn thực vật không ăn động vật là cái mình nghiêm cấm, thì ăn hoa quả. Nếu mà vi phạm thì như thế nào? Vi phạm thì nói đúng là thì cha đầu tiên cha cũng nói nếu mà vi phạm vào mà ăn động vật thì cha bị thì cũng thấy là cha thường nãy không nói cha thì chúng tôi từ hàng ngày lúc nào cha cũng nói, còn trong những cái người làm trong đó thì còn càng khắc khe hơn nữa đúng không? Đúng rồi, thì chúng tôi là hẹn nhau đi riêng ăn uống riêng hay nhậu nhẹt gì riêng rồi cái đó thì cấm kỵ luôn, mà chứ không không có được đâu. Cha phát hiện được là cha cũng cái lúc là đầu tiên cha kiểm điểm xong là nếu mà cố tình cha cũng vậy. Tại vì thấy có nhiều người ta nói luôn luôn nói về lời làm theo lời cha, nhưng mà đi nhậu game gì đó thì cái đấy là sai, cái đấy là còn đúng không? Cái đấy thì cái bạn cha nói thì nếu mà không tuân thủ ra ngoài mà ăn uống cái gì không đúng trong cái làm theo lời cha những việc tốt thì càng đúng, mà làm nói theo lấy cái lời nói của cha mà đi làm những việc xấu thì đó thì cũng đáng trách. Thì hôm nay cũng nói chung là gặp anh Võ Đức và thầy Nhẹ ở đây thì muốn trước tiên là hỏi cho thầy Nhẹ là người đứng phòng tại phòng khám cha Tường để cho quý vị rõ hơn về cái vấn đề này. Ở đây là đọc rõ nha, thầy phòng khám hồi xưa nếu mà cha còn thì đi ngộ, thầy cũng muốn giúp cho bà con chứ đây cũng không có căn giả, mà ở đây là do một cái thành phần khi cha Tường mất thì làm ảnh hưởng đến những người ta làm bấy lâu nay ta buồn. Thì theo thầy Nhẹ thì cho cái này cho rõ thế nè, có nhiều người ta cũng không hiểu. Thì anh Tiền Sông Xuân Dũng là vô cái chỗ nơi cha Tường là từ xưa tới giờ bao lâu rồi, liên tục hay là mới vô đây? Tôi thì tôi bắt đầu vào mở phòng khám thì là tôi phòng khám xong khai trương xong thì một phần có đồ 1-2 tháng gì đó thì thấy có là Xuân Dũng mới tới ra mới xuất hiện ở tháng sáu biết rồi, nhưng mà Xuân Dũng từ lúc mà mới bắt đầu xuất hiện lại là khoảng bao nhiêu lâu rồi? Xuất hiện thì cũng mới thôi chứ không lâu đâu, mới đây thôi ha. Chỉ có thấy tôi chỉ thấy được cái là nói chuyện là ngày xưa cũng đã là ôn lại cũng loáng thoáng là cha với là biết nhau trước thì cũng thời gian bao nhiêu thì cái đó thì 3-4 năm gì trước thì biết rồi mới vô, nhưng mà cái ngày mà Xuân Dũng trở lại mới đây thôi, có nhiều người ta coi nghe cao biết là nói là Xuân Dũng ở đây đó giờ không có. Ở đây là chỉ mới ở lại về đây lại có mấy tháng thôi. Đúng rồi đấy. Có quay một lần. Sau đó là không biết gì như thế nào. Cái đầu mấy năm rồi. Đầu tiên mà chúng tôi được cho một lớp bệnh nhân là 7 người ra đầu tiên thì có em rể của cha là vào để quay truyền thông. Quay truyền thông thì còn chưa có. Tại lúc đó cha đã có kênh truyền thông riêng nữa đúng không? Trước đó. Trước đó là trang 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 tám mấy ngàn rồi. Cha có. Trong mười mấy ngàn. Cha trăm mấy. Trong mười mấy ngàn. 7 người đầu tiên cha được. Lúc đó là cái trang có ai làm? Cái đấy thì là em trai của em rể của cha. Đó để cho quý vị hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Rõ để cho quý vị biết ha. Người trong cuộc và những người đi theo cha. Và có một tháng 6 thôi.
vì 3 tháng nhưng lộ trình 3 tháng bắt đầu kiểm tra lành tính thì cho ra. Tháng 6 rồi, 19 chúng mới vào. 19 tháng 3 tháng 6 nha. Tháng 6. Khi mà cha cấp cái giấy xác nhận và cái quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cho tôi thì Xuân Dũng chưa vào. Khoảng tháng 5 cha cấp cho tôi tới hai hai giấy xác nhận với một giấy xác nhận. Để hỏi tiếp cho thầy Nhã. Thầy Nhã hiện tại thì bây giờ thầy Nhã cũng là một trong những người có chức vụ trong đó. Thầy Nhã qua cái sự việc mà cha mất như thế này thì thầy Nhã có những quan điểm nào để chia sẻ, mong muốn như thế nào về cái vấn đề những cái quyền hành trong đó như thế nào để rõ ràng về cái vấn đề đó thầy Nhã? Ngày mà cha còn sống ấy, thì cha có nói tôi mà nói tôi rất nhiều là tất cả mọi những công việc về xã hội các mọi việc thì tất cả về mọi việc thì cha sẽ lo hết, còn tôi cứ an tâm để điều trị bệnh nhân để cho nó có hiệu quả cao. Đến giờ thì cha mất rồi thì từ trước cha nói đấy thì chúng tôi cứ thế là làm thôi, còn mọi công việc thì cha lo. Bây giờ cha mất thì chúng tôi phải kiện toàn lại. Để kiện toàn lại thứ nhất là bây giờ là về cái chuyên môn của tôi, trưởng phòng ở đấy thì tôi cũng có nói là nếu như cha mà không kiện toàn lại được thì chắc là tôi cũng không được học nữa. Nó có hai cái tôi đưa ra, có hai cái. Một là điều trị theo những chuyên môn của tôi thì trong đấy chỉ có 4 người có bằng cấp, không bằng cấp thì tôi cũng nhận, còn ngoài ra thì là những người nào có chiều sâu chuyên môn để giúp đỡ cho trong phòng ấy thì sẽ vào trực tiếp với tôi đấy. Còn thứ nhất là như thế. Còn cái thứ hai nữa là buổi chiều đến là tôi cập nhật tất cả các hồ sơ bệnh án nào, tiếp nhận hồ sơ và những bệnh nhân hồ sơ kịp thời mà có bệnh gì mà nhìn ở trong bệnh án mà tiếp nhận hồ sơ mà cảm thấy không được trực tiếp phải bàn với tôi luôn. Thế như thế đó là về cái hướng của tôi là tôi đưa ra và họ nói thế là một. Cái thứ hai nữa là trong doanh nghiệp mà cũng thực hiện theo đúng cái pháp đồ của cha và cái là thực hiện để mà điều trị như thế thì một là phó giám đốc đứng thay mặt cho cha là có một cái văn bản của tôi là phác đồ của cha điều trị như thế thì tôi chỉ là một tư cách của bây giờ tôi đứng phòng, còn cái phương pháp mà điều trị trong cái hiệu quả như nào thì là ở bên doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Bệnh lý văn bản của tôi thì là tôi đứng không nói là tôi cũng suy nghĩ điều nọ, tôi cũng có nói là tôi đã bắt đầu tôi vào trong học tôi cũng giúp cho cha một năm, cũng gần hết một năm rồi. Tôi cũng có nói thì vừa rồi tôi đã xin giúp tất cả anh em trong phòng nói tôi là bây giờ nếu mà thầy chúng ta mà bên sở mà ta thấy có bắt đóng cửa 500 bệnh nhân này chết hết, ta về bây giờ mà ở lại chúng ta tôi bảo tôi rồi tôi sẽ ở lui lại thì sẽ hợp đồng tôi trong 3 tháng một để cho tìm người thì thay thế thôi. Nói chung là thầy Nhã cũng mong muốn làm, quan trọng là bây giờ phải sắp xếp lại cái hậu quy và rõ ràng người nào trước đó chứ đâu phải thương thơi mà như vậy thì thầy Nhã cũng chấp nhận. Thầy nghe nói là mấy bữa nay thì thầy Nhã cũng mong muốn chán vấn đề về cái vấn đề nhưng mà cha mất rồi thì làm như vậy thì thầy Nhã cũng rất là buồn đúng không? Thầy Nhã có thông báo giải tẩy chưa? Tôi không thông báo về chỗ như này này. Vì cái của cái nhất là như này, cái thứ nhất là qua một là qua là ở gia đình này, thứ hai là ở doanh nghiệp này, thì tôi thông báo như là một cái giám đốc lâm thời thì không có quyết định không thì tôi không biết, nhưng tôi liên tục thông báo cho cái chú thưởng là mục đích của tôi là thì chú thưởng thì hàng ngày cập nhật với bác Bảy. Thì bác Bảy là cái nhất là bác là một người trong gia đình, là một cái dòng máu trong ruột thịt. Thứ hai nữa là cũng có liên quan đến trong doanh nghiệp thì cái đấy là chú thưởng tiếp cận cùng với tôi để trực tiếp để bàn đối với tôi để trao đổi để cả việc về gia đình về doanh nghiệp. Được rồi, thầy Nhã cũng hôm nay cũng chia sẻ cái quan điểm rất rõ ràng về vấn đề phòng khám. Nói chung là thầy Nhã cũng như anh Tổ Đức cũng những người mong muốn giúp đỡ cho bà con sắp xếp lại rõ ràng để cho các thầy yên tâm có thể chữa bệnh. Người cái chức trợ lý bây giờ cũng luôn thành giám đốc luôn thì nói chung cũng ai mà làm cho nổi. Nên là khi nào rõ ràng bây giờ do phó giám đốc và trưởng phòng cũng như là bệnh viện thì bây giờ các thầy cũng rất là buồn chứ
chính xác ha. Dạ. Thì con cũng xin phép chia sẻ những cái đoạn video này lên cộng đồng mạng như có thể hiểu rõ hơn về cái công việc này ha. Cảm ơn nhà. Thì chúng tôi là người thật và nó rõ ràng như vậy, chứ là không có gì mà để. Ở đây thì nói chung là quan điểm của con này chia sẻ rất là rõ và cho quý vị khán giả không bao giờ cũng thắc mắc về cái câu chuyện mà